hôm qua Armenia và Azerbaijan đã nhất trí không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh ba bên của hai nước cùng với Nga. Hội nghị thượng đỉnh ba bên này được tiến hành theo sáng kiến của Nga một tháng sau cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa Armenia và Azerbaijan kể từ cuộc chiến giữa hai nước này năm 2020. Tháng 9 vừa qua, xung đột đã bùng phát trở lại, khiến 286 người của cả hai bên thiệt mạng. Hai nước đã ký lệnh ngừng bắn ngày 14 tháng 9 sau hai ngày xung đột. Liên quan tình hình tại Somalia, chính phủ nước này mới đây đã khẩn cấp kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra cuối tuần qua tại nước này, khiến hàng trăm người thương vong. Chính phủ Somalia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cử bác sĩ đến Somalia để giúp các bệnh viện chữa trị cho những người bị thương, trong bối cảnh số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao hơn con số 120 người do các bệnh viện thiếu trang thiết bị và đang bị quá tải. Bên cạnh đó, chính phủ nước này kêu gọi người dân Somalia đoàn kết và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra ngày 29 tháng 10 tại thủ đô Mogadishu khi hai ô tô chở thuốc nổ phát nổ chỉ cách nhau vài phút ở khu vực Sobe có giao thông đông đúc bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục Somalia. Nhóm phiến quân Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Theo báo cáo mới của Liên minh các nhà khoa học quốc tế, cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng trên trái đất đang ở mức cực đoan kỷ lục với 16 dấu hiệu khí hậu quan trọng bị đánh mã đỏ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bioscience, số lượng các thảm họa liên quan đến khí hậu đang leo thang với những đau khổ liên quan đến con người ở mức khó hình dung và định lượng cũng sẽ tiếp tục tăng nhanh. Một số vấn đề mà nhóm nghiên cứu quan tâm gồm tần suất hiện tượng nắng nóng khắc nghiệt thường xuyên hơn, tỷ lệ cây cối bị mất đi tăng cao, số ca nhiễm sốt xuất huyết do muỗi truyền nhiều hơn, mức độ CO2 trong khí quyển đang ở mức cao nhất 418 phần triệu, trong đó năm 2022 có thể trở thành một trong những năm nóng nhất được ghi nhận. Các dấu hiệu quan trọng khác được theo dõi bao gồm sự bất thường về nhiệt độ bề mặt trái đất, sự thay đổi khối lượng băng ở Nam Cực, độ axit của đại dương và những trận lũ lụt lớn ở Mỹ. Báo cáo cũng đề cập nhiều sự kiện liên quan đến biến đổi khí hậu vừa xảy ra trong năm 2022, như hạn hán tồi tệ nhất ở châu Âu trong 500 năm, lượng mưa kỷ lục ở phía đông Australia, đợt nắng nóng chết người ở Ấn Độ và Pakistan, bão bụi lan rộng ở Trung Đông và lũ lụt nghiêm trọng phá hủy những con đường trong công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ. Các chuyên gia dự báo mức độ nóng lên toàn cầu sẽ tăng 3 độ C vào năm 2100, mức nhiệt độ mà trái đất này chưa từng chứng kiến trong khoảng 3 triệu năm qua. Một lượng lớn các nhà khoa học đang lên tiếng về cuộc khủng hoảng khí hậu và kêu gọi giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu quy mô lớn phải diễn ra ngay lập tức vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Chính phủ Đức có thể sẽ áp đặt một số điều kiện với những doanh nghiệp được hưởng lợi từ kế hoạch hỗ trợ giá khí đốt của nước này. Theo đó, các doanh nghiệp cần cam kết tiếp tục hoạt động trong nước hoặc duy trì 90% việc làm mà họ tạo ra trong một năm. Thông tin mở đầu cho cụm tin vắn đáng chú ý. Sau cuộc họp kéo dài gần 2 ngày, một ủy ban gồm nhiều chuyên gia chịu trách nhiệm hoạch định các phương án nhằm giảm thiểu tác động của giá khí đốt tăng cao đã đề xuất các điều kiện gắn với kế hoạch cứu trợ năng lượng trị giá 200 tỷ euro được chính phủ Đức đưa ra hồi tháng trước. Theo đó, bất kỳ công ty nào vi phạm những điều kiện như tiếp tục ở lại Đức hoặc duy trì 90% việc làm mỗi năm sẽ phải hoàn trả chính phủ khoản tiền trợ cấp. Một số nguồn thạo tin cho biết chính phủ Đức sẽ chấp thuận các đề xuất của ủy ban. Dự kiến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ sẽ được hưởng trợ cấp giá từ tháng 3 sang năm đến cuối tháng 4 năm 2024. Riêng với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trợ giá có thể hiệu lực ngay từ tháng 1 tới. Hôm qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia đã thu hồi giấy phép sản xuất thuốc dạng siro của hai công ty dược phẩm FT Zarindo Pharmaceutical Industries ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra do vi phạm các quy định sản xuất. Các sản phẩm này được cho là có liên quan đến một số trường hợp tổn thương thận cấp tính gây tử vong ở trẻ em. Cảnh sát đã tịch thu hàng nghìn sản phẩm ở cả hai công ty trên, đồng thời cáo buộc hai công ty dược này buôn bán hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn. Hai công ty này nhiều khả năng đối mặt với án phạt tối đa là 5 năm tù và 2 tỷ rúp theo luật bảo vệ người tiêu dùng.
Theo báo cáo mới nhất, lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã vượt ngưỡng dự báo và chạm mức kỷ lục 10,7% trong tháng 10 này. Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết giá tiêu dùng của 19 nước sử dụng đồng euro trong tháng 10 đã tăng tới 10,7% trong tháng 10, vượt dự báo 10,2% được đưa ra trước đó. Bên cạnh yếu tố chính thúc đẩy lạm phát leo thang là giá năng lượng tăng cao, giá thực phẩm và hàng hóa công nghiệp nhập khẩu cũng tác động phần nào về mặt bằng chung chi phí sinh hoạt. Giới chuyên gia dự đoán nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất do áp lực giá ngày càng đè nặng lên nền kinh tế của lục địa già. Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, trẻ em và thanh thiếu niên được đánh giá là nhóm có nguy cơ thấp nhất về tỷ lệ mắc và diễn biến bệnh. Nhưng đến hiện tại, đánh giá này đã có rất nhiều thay đổi. Thực tế, trẻ em đang là đối tượng của những tổn thương vô hình mà hậu quả của nó không thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ, nhanh khỏi, thậm chí mắc bệnh mà cha mẹ không biết. Nhưng hội chứng hậu COVID, đặc biệt là giao tiếp ở trẻ em, có xu hướng tăng và phức tạp hơn những nhận định trước đây. Câu chuyện cụ thể sẽ được chúng tôi đề cập đến ngay sau đây. Con muốn mẹ làm gì? Con muốn ra ngoài sao? Jacob gặp khó khăn khi muốn giao tiếp với mẹ mình. Cậu bé chào đời vào đúng thời điểm thành phố phải phong tỏa vì đại dịch. Cho đến nay, khi mọi biện pháp phòng dịch đã được dỡ bỏ, cậu bé vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp. Đứa nhỏ không có nhiều hoạt động vì chúng tôi không thể ra ngoài, không thể đến công viên, không được gặp gỡ bạn bè và họ hàng. Những điều này sẽ hữu ích với việc nghe hiểu các cuộc trò chuyện khác nhau, cũng như tiếp thu thêm các từ mới, nhưng con tôi không được làm những điều đó. Jacob không phải là trường hợp duy nhất. Kisley cũng là một đứa trẻ chào đời trong thời kỳ đại dịch. Mẹ của bé rất quan tâm đến kỹ năng giao tiếp của con mình. Ngoài là một người mẹ, cô còn là một nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ. Cô đã nhận thấy sự phát triển của trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau thời kỳ phong tỏa. Không được ra ngoài, không có sự tương tác với người khác, trẻ nhỏ chỉ quanh quẩn với đồ chơi và một vài người thân trong gia đình. Vấn đề này đã trở thành tình trạng chung của nhiều gia đình. Theo số liệu mới, có tới 1,7 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học ở Anh đang phải vật lộn với việc giao tiếp và hiểu các từ vựng sau đại dịch. Có một vấn đề là đeo khẩu trang sẽ làm suy giảm tín hiệu giọng nói và giảm âm lượng của một số âm thanh tần số cao. Đây là yếu tố rất quan trọng để nghe hiểu. Chính điều này đã gây khó khăn trong giao tiếp đối với không ít người, đặc biệt là trẻ em trong những năm đầu đời. Nhiều trẻ em gặp khó khăn trong việc nói và hiểu các từ vựng trong suốt quá trình học tập ở trường. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, nhiều khả năng chúng sẽ bị thụt lùi trong tất cả các môn học chính, dễ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các tổ chức từ thiện ở Anh đang kêu gọi tài trợ cho việc đào tạo kỹ năng giao tiếp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Trẻ em bị mất nhiều cơ hội giao tiếp xã hội, các bậc cha mẹ phải làm việc ở nhà và không có thời gian tương tác thường xuyên với các em. Do đó tôi nghĩ đã phát sinh các ảnh hưởng tiêu cực, nhưng trẻ vẫn sẽ bắt kịp nếu chúng được hỗ trợ kịp thời. Trước mắt, chính phủ Anh cho biết sẽ tài trợ gần 5 tỷ bảng để giúp đỡ thanh thiếu niên sau đại dịch, bao gồm cả những khoản hỗ trợ có mục tiêu cho những học sinh cần thiết. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ. Các chuyên gia chỉ ra rằng cần có các biện pháp cụ thể hơn như thiết kế các công cụ sáng tạo và đào tạo cho giáo viên nhà trẻ và cung cấp cho các bậc phụ huynh kỹ năng để giúp đỡ con họ, bởi trẻ em là tương lai của thế giới. Nhằm tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, một triển lãm du lịch tổ chức ở thủ đô Tripoli của Libya đã trưng bày các sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế. Triển lãm này mang tên 3CO Design, 3R Reduce, Recycle, Reuse là dự án do Italy và Libya hợp tác tổ chức. Triển lãm trưng bày các sản phẩm từ Italy được làm từ các nguyên liệu tái chế và các vật liệu công nghệ bền vững. Các sản phẩm trong triển lãm khá đa dạng, từ cốc, ghế đến đèn trang trí. Tôi nghĩ triển lãm này rất xuất sắc và khuyến nghị lớp trẻ nên tham dự triển lãm này để tìm hiểu về các dự án tái chế tương lai và loại bỏ rác thải. Tôi nghĩ việc tìm ra các giải pháp văn minh cho vấn đề rác thải sẽ là điều mang tính cách mạng. Trước khi đến Tripoli, triển lãm này đã được tổ chức ở Mỹ, Canada, châu Âu và Trung Đông.